Rồi, em chào anh. Dạ. Bồng quá đẹp ha. Bồng quá đẹp. Rồi, trước hết. Riêng buôn bán thì buôn bán cái này không được, buôn bán khác kiểu gì anh cũng làm được. Dạ. Như vậy, trong cuộc sống thì anh chỉ cần kiếm người phụ nữ làm sao mà hợp tác với mình mà được thì coi như hai vợ chồng về thì nói chung là cùng nhau làm ăn, thì nói chung là công ăn việc làm thì mưa nắng thì không phải lo. Em chưa? Kinh tế về già thì anh thật em già, như anh thì nói chung là cái tiền dưỡng già anh đã có rồi. Tổng một tỷ hơn tỷ là cái tiền đấy, là tiền bất di bất dịch, là cái tiền dưỡng già, là cái tiền đấy trừ bao giờ mà hai vợ chồng mà cảm không ốm đau được nữa thì anh lấy cái tiền ra để lấy tiền dưỡng già. Thế còn là chứ mình về tất cả về già thì không phải lo. Chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay một câu chuyện cũng rất là thú vị, độc đáo. Chương trình kết nối cho em gái 36 tuổi cùng với một thanh niên U60, liệu chương trình hai anh chị có hợp ý với nhau và về chung một nhà hay không? Thì kính mời cô chú anh chị xem hết câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi, anh trai rất xinh đang cầm một bó hoa tươi thắm. Rồi, em chào anh. Dạ. Bồng quá đẹp ha. Bồng quá đẹp. Rồi, trước hết. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hết thì nhà trai cho em gái biết là anh tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, giới thiệu đi. Anh ấy thì là Ngô Văn Sinh, sinh 14/2/1968. Dạ. Rồi. Còn em gái? Dạ, em Trần Thị Phương, sinh năm 1988. 36 tuổi, em quê Nghệ An, em hiện tại đang ở Củ Chi. Dạ. Em 36 tuổi, anh bao nhiêu? Anh năm nay 56 tuổi. Quê anh gốc anh thì là quê anh ở Phú Thọ. Hôm nay chung là anh vào đây từ năm 96. Rồi, em cứ chứ hết thì em tìm hiểu anh đi, hỏi thăm tình trạng hôn nhân gia đình là sao? Tình trạng hôn nhân anh như thế nào? Anh thì nói chung là anh lấy vợ từ năm 87. Dạ. Nhưng nói chung hai vợ chồng sống chính thức là đến 2010 là hai vợ chồng ly thân. Dạ. Cho đến 2020 là hai vợ chồng dứt điểm ra tòa là ly dị, giấy tờ xong. Dạ. Anh thì bây giờ độc thân là nói chung là nếu mà độc thân là từ 2010 cơ. Dạ. Nhưng mà nói chung trong vòng 10 năm thì mình để nếu kéo vợ lại được nữa không, nhưng mà nói chung là vợ tính nào tận đấy thì không có. Anh làm ra bao nhiêu nhưng vợ anh nó phá hết bao nhiêu, chịu đời không nổi, đấy cùng anh phải buông. Thế đâu vậy? Nhưng mà buông là... Nhưng mà vậy anh đã có giấy tờ ly hôn chưa? Có chứ em. Dạ. Con mà em phải thật thông cảm là anh đã lên chương trình ấy, thì tất cả không phải là đơn giản con là con anh em bạn bè, vợ con nọ kia này khác, mà mình là người lớn rồi mà mình lên chương trình ấy, không phải là một mình biết được. Dạ. Toàn cộng đồng mạng thế giới biết, rồi anh em rồi rất nhiều người biết nữa. Dạ. Nếu mà mình mà không có như nào thì nói chung là đâu có thể được em. Anh thì có một đứa con gái thôi, nó đẻ năm 91, nhưng mà nói chung là con gái thì lớn đi lấy chồng rồi. Nói chung anh không vẫn bận gì cả. Bố mẹ anh thì mất hết rồi. Hiện tại anh công việc gì? Làm công việc. Anh thì nói chung là này nghề của anh từ bé giờ lớn lên thì nói thật với em câu là anh chỉ có buôn bán thôi. Dạ. Tức là anh cảm thấy làm cái này mà không được ấy, thì anh làm cái khác. Chứ nói chung anh không cứ một nghề, cái gì anh cũng làm được. Dạ. Nhưng hiện tại cái nghề này của anh là bây giờ là anh đứng bán quán nhậu. Dạ. Anh bán quán nhậu hay đâu? Anh bán quán nhậu ở Nhân Trạch. Dạ. Anh bán cái nghề này thì nó cũng được từ 2010 đến giờ. Dạ. Nói chung là công việc thì nó cũng ổn định. Nói chung là công việc của anh thì cũng chẳng bao giờ phải mưa, phải nắng, phải lo gì cả. Dạ. Thì cứ nói chung là có khách thì bán, không có khách thì nghỉ. Vậy thôi. Mình có lượng khách nó ổn định rồi thì mình không bao giờ phải mưa, phải nắng, phải suy nghĩ cái gì cả. Nói chung bây giờ đến tuổi này rồi thì nói chung là về kinh tế thì cũng không phải lo lắm, em biết chưa? Đồng tiền bát gạo thì nói chung mình thì mình không phải lo như vậy. Rồi hôm nay thì anh xem clip và em gái này cũng rất là kỹ đúng không? Hôm nay gặp mặt trực tiếp rồi thấy sao? Thì nói chung là anh thì nói thật câu này,
anh xem clip thì anh cũng rất xem kỹ. Mà hai đây anh em mình nói thật này, tuổi anh tuổi thân, mình em là tuổi thìn, là vào con giáp tam hợp của ba của mỗi một người mình ấy, là nó có như mình này, thân tí thìn, nó vào con giáp tam hợp. Anh cho em câu là anh cũng buôn bán, em chưa? Nên nói chung anh cũng rất kiếm mất một người là nó được cái trong cái cung tam hợp để về mình buôn bán ấy. Nói chung là ai mà khẳng định về sống anh thì nói chung là mình về buôn bán để cái mệnh hỗ trợ với nhau. Mà hai thì anh thành câu này trước khi anh kết nối với em ấy, không phải là bình thường, mà nói chung anh còn xem tất cả các thứ như cái quán của anh bây giờ. Là cái hướng của anh ấy là tuổi của anh không được, nhưng mà tuổi em để hợp cái hướng đó. Đấy, nếu mà khi mà anh em hợp ấy thì là về kể cả những biển bảng số điện thoại của quán ấy là anh đổi sang tên của em hết. Coi như anh giao quyền lại cho em hết, là anh chỉ có biết thế làm thôi. Đây là anh nhìn nói, đây là anh nói thật. Căn bản anh muốn đổi ra để cho nó sang một cái trang mới. Là cái hướng quán đấy là đúng cái hướng quán của cái tuổi của em. Đấy, cái tuổi của em mà đứng cái hướng quán đấy là rất đơn, là đúng cái tuổi của em, là nó hướng đông nam mà. Đấy, ý anh là như vậy. Nếu mà như anh em mình mà cảm thấy hợp được ấy thì nói chung là anh nói chung là về đến bây giờ thì công ăn việc làm thì không phải lo. Nói chung về cuộc sống mình bây giờ thì nói chung là ổn định ha. Ổn định mà anh thì nói chung tính cách anh sẽ cuộc sống sao, tính cách sống sao. tính cách anh như thế nào? Anh thì nói thật một câu này này, nhậu thì anh không biết nhậu. Uống 1-2 ly rượu thuốc thì có. Hút thuốc lá thì anh không. Bóng đá thì anh thua rồi. Đấy, mình cái cờ bạc thì lại thua nữa. Anh không, nói chung là anh thật những câu là chỉ làm thôi, chứ nói chung mà ra xã hội hay là đi quán uống cà phê cà phét hay nọ kia này khác thì hát cao kê anh còn không biết hát. Nói thật em câu ấy. Đây anh em mình nói thật thẳng luôn, nhà thì 2-3 dàn cao kê đấy mà nói chung là cũng không biết hát cao kê cơ. Nói thật những câu ấy. Còn làm thì nói chung là nói thật em câu khỏi phải nói thôi. Riêng buôn bán thì buôn bán cái này không được thì buôn bán cái khác, kiểu gì anh cũng làm được. Như vậy trong cuộc sống thì anh chỉ cần kiếm người phụ nữ làm sao mà hợp tác với mình mà được thì coi như hai vợ chồng về thì nói chung là cùng nhau làm ăn, thì nói chung là công ăn việc làm thì mưa nắng thì không phải lo. Em chưa? Kinh tế về già thì anh thật em già như anh thì nói chung là cái tiền dưỡng già anh đã có rồi, tổng một tỷ hơn tỷ là cái tiền đấy, là tiền bất di bất dịch, là cái tiền dưỡng già, là cái tiền đấy trừ bao giờ mà hai vợ chồng mà cảm không ốm đau được nữa thì anh lấy cái tiền ra để lấy tiền dưỡng già. Thế còn là chứ mình về tất cả về già thì không phải lo. Thế còn bây giờ tính tình anh có khó không? Không, tính anh thì nó thật em câu là anh thì nó thật em câu không bao giờ anh suy nghĩ, nhưng mà đã là người phụ nữ mà của anh ấy là phải ăn mặc gọn gàng xíu. Nó phải hơi nói chung là hơi tương đối một xíu. Đấy này, đó anh là như vậy. Quần áo thì nói chung là anh thì nó dễ lắm. Anh thì ăn mặc thì bình dân, nhưng mà vợ phải ăn mặc sao mà bước chân ra xã hội là đừng có để người ta. Đấy là tính anh là nó như vậy, cuộc sống anh. Chứ còn anh thì nó thật em câu anh rất dễ, không có quan trọng gì. Còn ăn uống nọ kia khác như nhân viên của anh ấy là anh mới một nhân viên nữ làm cho anh được 4 năm mà. Anh lo hết từ quần áo, từ tất cả thứ, từ viên thuốc ốm là các thứ anh lại. Đấy, chứ anh cũng không phải nọ kia được khác. Nói chung cuộc sống thì anh em mình là nói chung mình chỉ có để cho cuộc sống mình làm ăn thì mình dựa nhau rồi có rồi, lúc nọ lúc kia thôi. Lớn tuổi hơn em gái này là 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 20 tuổi đấy. Rồi, nhưng mà tuổi tác trên lệch vậy sao anh có ngại gì cái đó không? Không, tuổi tác trên lệch thì em không có quan trọng, nhưng mà quan trọng là thương nhau. Mình đến với nhau anh thì nói thật em, cái sống của anh thì bọn em yên tâm, bọn em không phải chê. Căn bản nhậu nhẹt anh không nhậu nhẹt nhá, thuốc anh không hút nhá, cờ bạc không, bóng đá không, em hiểu chưa? Hát ca kê cũng không, thì em tính có khác gì phụ nữ nữa không? Đầu nay thằng câu còn cái riêng hỏi em gái thì tính cách sao coi mình có chịu được đó, mình lớn tuổi mình có chịu được em gái không?
anh thì nói chung anh dễ lắm, còn em thì anh cũng nói chung anh em thì tính em nào thì em cứ nói ra thế này vậy. Em thì nói chung em không có biết ăn chơi, em là một người làm ăn, mà với lại tính tình của em thì em cũng tiết kiệm lắm, em cũng ít khi mà tiêu hoang phí lắm. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Nhưng mà về chuyện làm ăn thì em làm được, hồi trước em cũng có mở quán bún em bán, là em bán một mình luôn á. Là tự bán một mình, tự làm luôn. Là 1 giờ sáng em dậy là em làm nấu tới xong là 6 giờ sáng. Cái xong em bán tới 12 trưa là em nghỉ. Dạ. Nói chung là như nếu mà anh nói là riêng về ngành ăn uống, dạ. Em hiểu chưa? Về giữa anh em thích mở cái gì có cái đấy. Mà cũng dạ. Mà gái này cũng là nếu mà em mà nấu được bún anh là thật em câu. Em nấu được bún. Nếu mà nấu bún là về dưới anh em thật em câu, em về nấu là không phải sắm lên từ một cái gì. Dạ. Tô thì có tầm gần 100 cái tô. Dạ. Tủ bán hàng các thứ là từ cái hũ đựng nước mắm đến các thứ là đủ hết. Dạ. Ngày xưa là anh có một thời đã mở đồ ăn sáng rồi, nhưng một mình mà kham hai bên là nó mệt quá. Dạ. Anh phải tấp lại. Mà này, tính anh mà đã mua cái gì là không bao giờ anh bán. Dạ. Nói nào vậy? Là anh chỉ để đây thôi chứ không bao giờ anh bán. Nói là dạ. Tính của anh là vậy. Cuộc sống là hai anh chị cũng hợp tới. Bây giờ hỏi tính cách rồi sống sao của em gái hay sao, em chia sẻ tí đi. Anh không khỏi. Anh thì nói thật là tính anh dễ lắm, anh cũng không quan trọng quá. Anh là tất cả thì nếu mà đã hợp nhau về sống với nhau ấy, thì nói chung là này mỗi người bớt một cái tôi xuống một xíu. Dạ. Chẳng hạn như anh là nam anh có nóng một xíu, nhưng mà anh ấy đặc biệt ấy, anh đã làm câu anh có nóng ấy, trước khi nóng là anh phải suy nghĩ là cái gì đúng hay sai. Nhưng mà nếu mà người phụ nữ ấy, tốt nhất là nếu mà mình ấy, có nóng ấy, thì mình phải nên nghĩ là mình đúng hay mình sai thì hạn nóng. Ừ. Anh cũng vậy thôi. Thế khi anh như mà anh không bao giờ là anh thích người phụ nữ ấy, chẳng hạn như là làm sai nhưng mà cố cãi đã vậy. Dạ. Đấy, theo như mình nếu như cái sai thì chẳng hạn anh bảo này vào lấy cái đó ở chỗ đó là anh nói thêm trong nhà là cái gì ở chỗ nào là anh có thể biết, anh bảo dạ, ở chỗ dạ. Đó như kể cả nhân viên anh bây giờ bảo không có chỗ đó em cứ xuống chỗ đó chứ, thế mà nó cãi bằng được là không có, nó ác vậy. Dạ. Thà như anh bảo ở cái chỗ đó thì mình cứ xuống mình kiếm đi xem cái chỗ đó có thấy không, không có thì mình mới nói không. Mà anh không muốn gì nhân viên của anh bây giờ có hay không là cứ cãi trước đã vậy. Chứ còn anh thì anh vô tư lắm, cuộc sống này nói là mình cũng bây giờ cũng đến tầm tuổi này rồi mà mình nói chung mình đã qua một lần rồi thì lần sau thì nói thật đấy là này này mình rút ra một cái kinh nghiệm, một cái bài học trong cuộc sống để là mình sống có cái cuộc sống sau này cho nó đem lại một cái hạnh phúc hơn, để nó có tồn tại hơn. Nhưng trong cuộc sống thì mình mỗi một người ai cũng vậy thôi, mình nén lại một tí là một cái hạnh phúc gia đình nó êm ấm thôi. Chứ không mình đừng có cậy mình nọ kia này khác ấy, này khác là anh thật em câu cái đó là nói thật em câu không có đem lại hạnh phúc được cái gì. Dạ. Mà đâm chỉ có tan vỡ thôi, anh em mình nó gọi thế bất kể muốn gì thì cứ chồng có nóng tí hay vợ nóng thôi kệ, tốt nhất là cứ mỗi người nhịn nhau một tí, có gì tối đi ngủ ở anh cái này không phải này, cái này không phải này, hay anh vậy đó em ơi cái này không phải nhé. Dạ. Mà rút kinh nghiệm đấy là như nhiều anh ấy, đặc biệt anh ấy là tối kỵ của anh ở này cái người phụ nữ hoặc là người chồng vậy, bất kể thế như là em đi đám tiệc hay anh đi đám tiệc nữa, nhưng mà em có đến như nào là bất được ở trong đám đông là không có được cái chuyện nọ kia mấy cái như với anh hay. Dạ. Anh vậy không bao giờ anh ấy để mất mặt mình với giờ còn người khác. Nhưng em biết anh có khó em biết không? Không. Nói dễ trẻ vậy có hay ghen không? Không, anh thì nói thật câu này này, anh thì anh không nói thật em bảo nói ghen hay không ghen, nói với mỗi con người có ghen thì người ta mới thương chứ không phải là nói như, ghen nhưng mà với em cái góc độ như thế nào. Đấy, mình ấy, anh nói thật em câu mình sống với chồng là mình phải hiểu tính chồng. Còn anh sống với vợ là anh phải hiểu tính vợ. Nó phải làm gì làm nhưng mà mình phải giữ cái chữ trung thủy là quan trọng nhất. Yeah. Em phải biết có cái trên đồng mạng anh không nói nhiều chứ còn nói chung là anh mà em phải biết là anh
khi mà anh lấy vợ anh mà anh bước chân đến miền Nam này là không phải vì cuộc sống anh bước chân vào đây đâu, vì cái chuyện vợ chồng ấy cùng anh bước chân vào đây. Mà đến bây giờ ba mươi mấy năm mà anh chịu nhịn ba mươi mấy năm đến lúc mà anh mới ra tòa này, mà cái ấm ức đến bây giờ em phải biết đấy này, anh sống với vợ anh ba tờ giấy biên bản bây giờ anh còn giữ là vậy, để em biết ba tờ giấy biên bản họp gia đình đấy. Dạ. Không phải đơn giản đâu em, một tờ từ năm 89 bây giờ anh vẫn để ở ngoài Bắc. Dạ. Đến bây giờ vào trong ngày hai cái giấy biên bản của xã anh nữa là ba tờ biên bản bây giờ anh còn giữ em vậy em. Dạ. Mà anh là con người anh chịu nhịn đến bây giờ ba mươi mấy năm anh không níu được. Nhưng nữa giờ em thấy em gái này trẻ quá gì lấy về bằng tuổi con thì sao con không đâu có làm sao bằng tuổi con được, vẫn lớn hơn chứ. Có cái bây giờ anh em mình với tuổi tác thì nói chung là mình cũng không có đề cao quá, nói chung cách trong cuộc sống như là nhiều bây giờ 62, 26 kia còn nói chung là cuộc sống và nói chung là hai vợ chồng mới làm gì làm, nhưng mình phải có một cái tiếng nói chung thì gia đình nó mới hạnh phúc được. Nói chứ một về kinh tế thì anh khỏe rồi đó. Riêng kinh tế anh thì em không bao giờ phải suy nghĩ, hay công ăn việc làm của anh thì em không phải suy nghĩ. Yeah. Đấy là anh chỉ nói câu vậy. Thế về sau này già ốm hay nọ kia là khác. Còn anh bây giờ không có bận bịu gì, bố mẹ anh mất hết rồi. Nhà cửa ở đâu? Yeah. Nhà thì nói chung anh nói câu nhà thì anh có một căn nhà ngay cách đây một độ 3 cây số thôi, 3-4 cây. Còn ở ngoài Bắc thì anh vẫn nói chung là cái ngoài Bắc thì dưỡng già về ngoài đấy là khỏe rồi. Yeah. Ruộng rừng nương rẫy dãy ngoài đấy là vẫn ok. Yeah. Đấy. Thế còn riêng về nên anh mới nói là về cái tuổi về già thì là anh không phải suy nghĩ. Đấy anh nói. Nhưng mà bây giờ mình còn tuổi trẻ mà em. Yeah. Mình nên phải làm. Chẳng hạn bây giờ này này. Thì mình phải làm. Mình phải làm bây giờ này, như em anh thì bây giờ anh không có còn con cái nhưng mà đã lấy em rồi, em vẫn có một đứa con đúng không? Dạ. Là phải sau này phải lo công ăn việc làm cho con em, phải lo tương lai cho con em. Còn mẹ em phải lo cho mẹ em sau này bình thường sao bây giờ về. Bây giờ em phải nghĩ là này cuộc sống. Bây giờ bố mẹ trẻ còn nuôi mình, nay mai về già là mình phải có một chút gì để mình động viên lại bố mẹ, mình trả ơn cho bố mẹ chứ đâu có. Dạ. Chuyện mà về già mà mình không nghĩ đến cái tới đấy được. Còn dạ. Anh đã thành như bố mẹ anh vừa rồi già đấy, em biết là anh gửi đồ tháng nào anh gửi một thùng đồ về, nhưng bố mẹ anh mất ok dạ. Nhưng mình phải trả ơn những cái, nhưng mà kể năng nó là cái nợ đồng lần, nay mai con cái mình làm như vậy để cho con mình nó nhìn rồi sau này con mình đối lại với mình như vậy, nên cách sống của mình. Dạ. Làm sao mình sống nên hòa đồng một tí, mình rộng lượng một tí, em hiểu chưa? Dạ. Để có cuộc sống gia đình cho nó thoải mái gì nhé. Hai là anh nói là riêng anh ấy, bên nội bên ngoại hết, bên nào cũng như bên nào. Dạ. Chứ anh không phân biệt rằng là bên này bên kia cái nọ kia nữa khác, anh không quan trọng, nó là như vậy. Dạ. Tính anh là nó là anh sống vô tư. Em tính là nói thật cuộc đời bây giờ làm thì bây giờ có làm nhiều nữa cũng nay mai nó đi có đem đi đâu, nhà đâu? Dạ, có đem đi được đâu? Bây giờ, chỉ có cái là trực tiếp anh thấy về ngoại hình của anh sao được không? Dạ anh thì anh 56 tuổi, anh nhìn anh cũng trẻ. Dạ. Bây giờ em nghĩ nha, cuộc sống anh có tiết kiệm lại, anh có tiết kiệm thì sau này thì có thì cuối cùng là cũng vẫn là của anh mới của em đúng. Dạ. Không em là người tiết kiệm lại cũng vẫn là của anh mới của em mới của ai. Dạ. Mà cũng lắm á, mình có đi thì cũng để lại cho con mình chứ có để cho ai. Dạ. Em nhớ không? Dạ. Nếu cuộc sống mình bây giờ mình làm thì làm, nhưng mà mình làm mình đừng có nọ kia người khác quá. Dạ. Đấy như anh thật câu đây anh nói thật đấy thẳng luôn em này, anh mà làm ra 10 đồng là anh phải tính anh để dạ kẽ lại được mấy đồng. Dạ, dạ. Chứ anh không bao giờ anh xài hết, đây anh nói thật đấy thẳng đấy, động dụng nọ kia người khác còn có chứ. Dạ. Đấy mình không phải tiết kiệm, nhưng mà anh thằng cuộc sống của anh riêng về cái ăn uống thì anh thật đang có sợ ăn được hay không là điều quan trọng, còn ở trong nhà có thiếu gì đâu. Dạ. Trên đời này em cứ nghĩ xem là trong quán anh là không có thiếu món gì là không có. Dạ. Đấy thì cuộc sống bây giờ nó chỉ để làm ra để mà ăn như vậy em tính là tôm cua cá mực thỏ lươn lươn ếch ba ba gà nhốt cả chuồng đấy. Dạ. Có thiếu cái gì em nhờ, không có thiếu gì, muốn ăn cái gì ở trong nhà có cái đấy đấy. Thế em tính là cuộc sống nó chỉ đến vậy thôi, làm gì đến hơn đúng không? Dạ. Chả có trong nhà nhá, anh thân như trong nhà bây giờ chả người ta phải đi mua, nhưng mình chả bao giờ phải đi mua, muốn ăn ở trong nhà có.
Nó là vậy, đâu phải bây giờ suy nghĩ cái chuyện gì nữa, nó là vậy. Rồi bây giờ thời lượng nó cũng có thời gian. Dạ. Bây giờ để kết thúc chương trình nè, anh có lời nào nó nhắn gửi tới em gái một câu nào để tối nay em mất ngủ gì anh? Đấy thì thôi anh bảo thôi, anh em mình lên đây nó cũng là cái duyên, cũng là cái nợ. Biết đâu anh em mình mà cảm thấy hợp duyên hợp số thì anh em mình về thì nói chung là chung nhau một cái mái nhà, rồi chung nhau một cái cuộc sống, chung nhau có một công việc, em hiểu chưa? Thì nói chung làm ăn thì nói chung anh thật em câu, anh thì cũng chẳng bao giờ phải suy nghĩ, hiểu chưa? Cái nhà anh thì cứ ở đấy là có phòng lạnh, đấy là một người ở trong phòng lạnh ngủ, có một người ở ngoài. Có khách thì bán, không có khách thì ngủ, có vậy thôi. Từ sáng đến tối là ở trong nhà chẳng ai đi đâu phải suy nghĩ cả. Còn đi chợ đi búa là anh đi rồi, em mà về làm vợ anh thì em không bao giờ em phải bước chân ra khỏi quán. Thế là em câu vậy. Cứ ở trong nhà thôi, còn công việc gì ngoài là tất cả là anh lo hết, em không phải lo gì cả. Đấy, đấy là tùy em, thấy chưa? Em cố gắng suy nghĩ, thấy chưa? Đấy. Bắt tan cái đi. Nãy giờ sự đó. Sao? Cảm giác sao? Hôm nay lên chương trình kết nối yêu thương thì em có gặp anh về lên về có gì đó. Có gì em với anh tìm hiểu nhau rồi nếu mà có duyên thì gặp lại, nếu mà sau này được thành vợ chồng thì cũng cảm ơn chương trình kết nối yêu thương. Rồi cảm ơn anh chị, thì chương trình cũng chúc cho anh chị mau sớm tìm hiểu để hợp ý nhờ đến về chung một nhà anh ha. Rồi đó, để kết thúc chương trình thì tụi em cũng mong rằng anh chị tìm hiểu thêm và hợp ý hợp tình ha, về chung một nhà. Đó là cái điều mà chương trình lúc nào cũng luôn mong muốn như vậy. Còn nếu mà trường hợp mà mình không hợp với nhau thì cũng coi như là bạn bè anh em vui vẻ anh ha. Chị em ha. Nói chung như anh đây anh muốn là năm nay là hết năm nay rồi, sang năm là năm Thìn. Hợp vào cái tuổi của anh ấy, bắt đầu sang năm nó đi là anh hợp làm xong rồi là cưới luôn. Không được, là nói chung sang năm là đúng đó, năm tuổi là, là đổi tên đổi chủ luôn, chứ không có đổi tên chủ quán luôn, đổi tên đã. Chủ quán luôn để sang trang mới luôn cho nó rồi cưới luôn ha, thay, làm đám cưới luôn ha, cuộc sống nó như nào anh. Và nếu hợp tình hợp ý là phải làm đám cưới, không cái đó nhỏ là chắc chắn là có chứ, phải đăng ký kết hôn thì làm đám cưới, cái gì không nhiều thì ít chứ không phải là không được. Ai vậy, con người mình sống phải có cái danh phận cho mỗi người mình mới có một ý chí trong cuộc sống, hay là mình phải có một ý chí trong tương lai mình mới tin tưởng nhau để mình sống chứ. Nó là vậy. Dạ cảm ơn anh chị đã tin tưởng lên chương trình hôm nay, là kết nối cho anh chị gặp mặt với nhau rồi tìm hiểu thêm, nếu hợp thì mình về chung một nhà. Em cũng chúc cho anh chị luôn luôn nhiều sức khỏe, năm mới vạn sự bình an, mau sớm tìm hiểu với nhau và về chung một nhà anh ha. Vâng. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành câu chuyện ngày hôm nay, đã theo dõi hết câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc cho cô chú anh chị nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để lại góp ý bình luận cho anh chị có một cái cách nhìn đa chiều và tốt đẹp hơn. Và một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Cô uống tình trạng bệnh cô của cô thế nào rồi? À, của cô thì được 73 rồi. Ờ, được 7 phần rồi hả? Ừ, 7 phần rồi. Cô uống được mấy chai rồi? Thì cô mới uống 2 chai hôm nọ đấy, còn 2 chai hôm nay thì là hôm nay cô mới uống được có một nửa chai của hai cái chai thứ hai này. Còn hôm trước thì tình trạng của cô như thế nào? Ờ, hôm trước thì đấy, như hôm nay cô bảo đấy là cô uống, bắt đầu cô uống cái chai đầu tiên thì là 7-8 ngày thì là nó lại đau nhiều lên. Dạ. Yeah. Ừ, nó đau nhiều lên xong là bắt đầu là từ từ rồi là nó mới dịu xuống, xong bắt đầu là uống đến chai thứ hai thì là bắt đầu là nó dịu dần. Cô bị đau ở chỗ nào? Cô bị đau ở chỗ nào nhất? Cô đau là ở cái đốt sống lưng này. À. Xong là nó đưa xuống bên mông này, xong rồi nó đưa xuống đằng sau cái đùi gối đấy. Dạ. Yeah. Thì hôm nay đi rất thoải mái, được ngồi dậy đứng lên rất giờ được hết rồi bên này. Cái thứ nhất với cái thứ hai nữa là đêm nằm nó cứ mỏi hết người thế này, là người ta thì nằm ngủ chứ mình cứ phải lang thang vậy vì đi lại chứ không nằm gì. Thì bây giờ là làm được, bây giờ là làm được, từ cứ đi tập đi tành về là khoảng 9-10 giờ là đi tập đi thể dục khiêu vũ chứ gì, về là 9-10 giờ về là uống nước rồi nghỉ ngơi là nằm ngủ đến sáng rồi. Ồ, vậy là tình trạng nó bớt khá nhiều rồi hả cô hả? Ừ, bớt thì được 70 rồi. Dạ, ô vậy quá tốt rồi, con chúc mừng cô nhá. Rồi con chúc cô mạnh khỏe ha. Thế cô cảm ơn nhá. Rồi con chào cô.
Thế cô cũng chúc quan là bán được hàng để cho nhiều người uống khỏi bệnh thì buôn may bán tốt nhá. Đúng rồi, cô cũng tốt, cô cứ